Trưa hôm nay thì em cũng có việc đi làm ở Châu Thành nên chị. Vừa về tới ngã tư Từng Đậu thì bắt đầu là trời chuyển đen thui rồi. Mấy hôm nay thì ở Bến Tre nắng chang chang, nắng dữ lắm anh chị. Mưa cũng ít. Nắng chịu không nổi luôn á, nhiều khi nhiệt độ lên tầm 37 38 độ C ha. Từ phía trước em đây là ngã tư Tuần Đậu anh chị. Có người thì mình gọi đúng là ngã tư Tuần Đậu, có người thì người ta không có nhớ, người ta gọi là ngã tư Đường Đậu. Nói cỡ nào người dân người ta cũng biết hết trơn. Bây giờ em sẽ quẹo trái, bây giờ em sẽ quẹo phải về nhà ha. Còn hướng này thẳng là mình đi về Hữu Định nè. Còn quẹo trái thì là mình sẽ lên cầu Rạch Miễu và ngã tư huyện rồi anh chị. Nên đó là cái con đường quốc lộ 60 bây giờ cũng rất là đông đúc anh chị. Thường thì cuối tuần là bà con đi làm ở Sài Gòn rồi đó, ta cũng về Bến Tre, về quê thăm gia đình đâu. Nên là cầu Rạch Miễu thì là mình sẽ thường là thứ bảy là mình sẽ kẹt cái chiều đi về, còn vào ngày chủ nhật thì người ta sẽ chở lên Sài Gòn á, nên là mình sẽ kẹt cái chiều đi lên anh chị ha. Bên trái mình đây là nghĩa trang lịch sĩ tỉnh Bến Tre ha. Con đường quốc lộ 60 này từ ở bên cầu Rạch Miễu mình vào Bến Tre anh chị, bây giờ cái lượng xe đi rất là đông, tại vì Vĩnh Long á là người ta cũng đi về đường này ha, rồi Trà Vinh người ta cũng đi đường này. Trà Vinh thì mình chỉ cần là qua bên cầu Cổ Chiên rồi đi tí nữa bắt đầu là mình sẽ tới vào bên trong thành phố Trà Vinh rồi. Còn đi Vĩnh Long thì mình đi cũng gần nữa anh chị. Trời ui 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 ui, vua hào hào 25k này, 25k một ký quá. Bến Tre mình thì mưa gió rồi á, đường đồ nó ít có ngập rồi cũng đỡ lắm anh chị. Như Sài Gòn đồ thì trời mưa bắt đầu là ngập đồ rồi, là ngập nhiều khi ngập cả nửa bánh xe, ngập hơn bánh xe đồ, cũng thấy rồi cũng rất là khó khăn. Còn Bến Tre thì được cái là nước đồ nó cũng thông thương, nó cũng thông hết trơn à. Lúc trước là cái ngã ba ở đây là đèn đỏ là mình được xe gắn máy được đi thẳng nè, còn bây giờ là mình bắt buộc phải dừng lại, tại vì cái lượng xe ở đây ngay chỗ bến xe Bến Tre người ta ra rồi rất là nhiều anh chị. Nên là bây giờ là tới đây ngã ba nên mình phải dừng chờ đèn đỏ. Bến xe là nằm bên phía tay trái anh chị. Trước là đây là mình đi thẳng được anh chị, đi thẳng bình thường không sao. Bên tay trái bên đây là bến xe Bến Tre đây.
mà ở Bến Tre mình anh chị, bến xe bây giờ nó chứ nó cũng vắng lắm. Trong đó bây giờ người ta cũng có làm một cái chỗ như là để mình dạy lái xe cho xe đồ tập lái rồi trong đó đó anh chị, vắng lắm, không có đông. Bây giờ đa phần là người ta đi xe tốc hành ở phía bên ngoài thôi, đi xe tốc hành rồi thì nó dễ đi. Còn mình vào trong bến thì nhiều khi người ta cũng lên tới Sài Gòn cái người ta bỏ vô bến, nó cũng rất là khó. Mưa tới rồi, đây mưa nặng hạt rồi đây. Ở bến xe Bến Tre mình thì chỉ có là những cái xe mà người ta đi đường dài hơn á, giống như là đi các tỉnh khác như là đi Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, hoặc là đi lên các tỉnh miền trên như là Bình Dương, Bình Phước rồi đó, Đắk Lắk rồi, nên là người ta mới đi xe đó. Chứ mà còn đi Sài Gòn thì bây giờ là người ta đi xe Thảo Châu nè, đi Thịnh Phát nè, Minh Tâm, Hoàng Khải, đi mấy xe đó thì nó vào tới thành phố Bến Tre, nó vào tới trong Sài Gòn luôn, nó dễ đi hơn anh chị. Giờ này mới có 1 giờ mấy mà ông trời ông ui ui cái thấy buồn hiu. Này vé số đây là quán cơm tấm cô Mười đây anh chị. Quán cơm tấm cô Mười này bây giờ nổi tiếng ở Bến Tre lắm, có chi nhánh ở ngay ngã tư Tân Thành đây ha, rồi có chi nhánh ở dưới thành phố Bến Tre là trong nhà của cô Mười á, rồi có làm một cái chi nhánh ở bên Mỏ Cày Bắc nữa. Mình thì bây giờ cũng không có thay đổi nhiều lắm anh chị, chỉ có là như là các huyện á, các huyện thì từ là các huyện đơn giản rồi bắt đầu cái mình nâng cấp lên như là đường phố đồ thì mình thấy nó sẽ thay đổi nhiều. Chứ còn thành phố Bến Tre thì anh chị thấy thì cách nay vài năm thì vẫn vậy thôi, trục đường đại lộ Đồng Khởi đây thì cũng vậy, mỗi bên là 2 làn xe chứ cũng không có làm rộng hơn ha, không có thay đổi gì mấy. Nhà cửa thì vẫn vậy. Nhưng mà chỉ có là quán xá rồi thì nó mọc lên nhiều hơn anh chị. Quán xá đồ mọc lên nhìn nó đẹp hơn thôi, chứ mà còn không có thay đổi nhiều lắm. Như bà con ở Bến Tre mình thì tình hình mà thất nghiệp đồ thì nó cũng tương đối là ít, chỉ có là những người mà đi làm ở Sài Gòn đồ về á thì trên đó không việc làm nên người ta về đây thì người ta cũng tìm việc khác làm. Nhưng mà giàu gì giàu chứ về Bến Tre thì mình cũng có làm để sống, không có đến nỗi. Chỉ có là các tỉnh như là ở miền ngoài á chị, Sài Gòn mà thất nghiệp cái là họ về ngoài đó là rất là khó khăn, nên là đa phần là họ sẽ ở lại Sài Gòn, họ tìm những cái việc gì khác họ làm. Người dân ở Bến Tre mình thì khó khăn cái là họ đi ra đường thì đi bán vé số thì một ngày mình kiếm khoảng chừng 100.000 thôi là mình cũng đủ sống rồi, 50.000, 100.000 là đủ sống. Ở Việt Nam mình là một trong những cái quốc gia mà chơi vé số nhiều nhất thế giới anh chị. Tại vì bà con ai cũng mơ mộng là trúng số đều được đổi đời ha. Trước mặt em đây là ngã tư Phú Khương ha, dòng xe ngã tư Phú Khương. Thank you.
lớn á anh chị. Bây giờ đó là đang rất là khó khăn, như là Sài Gòn rồi thì em xem á, là trên đó là tình hình buôn bán đồ á, là thấy sang cửa hàng nè, rồi bán nhà, sang mặt bằng đủ kiểu. Tại giờ trên đó thì bây giờ làm ăn nó cũng đang khó anh chị. Ở Bến Tre mình thì các khu công nghiệp như là Giao Long đồ thì tình hình bây giờ là cũng có công nhân thất nghiệp, nhưng mà cũng tương đối là ít, tại vì mình chỉ có một cái khu đó thôi. Như ở Bình Dương thì Sài Gòn thì mình nghe sa thải nhiều, tại vì là quá nhiều công ty. Còn ở Bến Tre mình thì ít công ty nên là mình nghe sa thải thì nó cũng ít chứ không có nhiều lắm. Ông trời đã rơi lệ rồi. Mấy rày mà tối mà không có mưa chị ra đường rất là đông, tại vì người dân mấy ngày mà trời mưa thì ở nhà buồn quá, nên là những ngày nào mà không mưa là người dân đầu đi ra đường bù lại với những ngày bị mắc mưa ha. Bến Tre mình thì ra đường là đông nhất là từ 6 giờ mấy cho tới khoảng từ 9 giờ. Còn tối là 9 giờ mấy 10 giờ bắt đầu là người dân cũng đi ngủ hết trơn. Quán xá đồ Bến Tre cũng bắt đầu là thưa thớt hẳn. Và quán ăn quán cà phê ở Bến Tre mình thì cũng tầm 10 giờ là giống như là họ cũng là muốn đóng cửa nghỉ rồi. Giờ đó cũng rất là ít khách. Nhìn ông trời thấy buồn hiu. Này là chỉ có nước là giờ về nhà thôi, chứ cũng không có làm gì được hết trơn. Trời mưa là buồn hiu, buôn bán đồ cũng rất khó khăn. Đây là công viên Đồng Khởi anh chị. Ở Bến Tre của mình là bây giờ là rất là nhiều cái công viên. Công viên Đồng Khởi đây là công viên lớn rồi nào giờ ha. Rồi ở bên kia là công viên ở phía bên cũng như là có những cái công viên nhỏ nhỏ anh chị. Rồi công viên Trần Quốc Tuấn. Rồi công viên Trần Văn Ơn chứ em nhầm. Còn cái khu này là ngày xưa là ngay chỗ rạp Lê Anh Xuân rồi nè anh chị. Bây giờ người ta cũng đã xây dựng giống như là cũng làm công viên thôi. Rất là nhiều công viên. À, khu vực này là công viên không nè. Đây có những cái hàng cây vuông rất là đẹp. Từ ở ngay chỗ công viên Đồng Khởi xuống tới dòng xây hay chim bồ câu chắc có thể là chắc khoảng chừng 6 cái công viên. À, đây ta làm đẹp ghê em nè. Ở Bến Tre của mình thì đường phố đồ cũng ít con đường và cũng rất là nhỏ anh chị. Trên đường đi thì em cũng chia sẻ một tí để anh chị mình xem lại những con đường ở Bến Tre thôi. Chứ Bến Tre thì em đi quay, em đi làm khoảng chừng vài chục video là cũng không còn ý tưởng để làm nữa anh chị. Hôm nay thì thấy ông trời cũng đang rất là buồn nên là em cũng chia sẻ một tí hình ảnh ngoài đường phố xem. À, trời mưa thì bà con có đi làm ăn được hay không, có đông đúc hay không để anh chị mình cùng biết thôi. Đây là ngã tư Bể Phát, đi tới tí vào tới nhà em rồi anh chị. Video của em chắc em cũng sẽ tạm ngừng tại đây ha. Em cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Đi từ hồi sáng giờ về tới nhà ăn cơm nghỉ ngơi nữa. Đây là nhà em ha.